tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn tắt các âm thanh khi mà các bạn chụp ảnh ở trên cái điện thoại Samsung nha. Ở đây ví dụ như mình làm ví dụ nha, bây giờ là mình sẽ chụp ảnh cái điện thoại Samsung của mình nè, nhấn chụp nè, nó sẽ kêu tạch cái. Bây giờ các bạn sẽ tắt cái nút này đi bằng cách là các bạn chuyển cái chế độ chụp cái chế độ trên điện thoại của bạn sang chế độ rung hoặc là chế độ tắt âm thanh và rung nha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là có biểu tượng, có cái nút cái loa này, bạn nhấn vào đây cho nó về cái biểu tượng là tắt cái loa đi, là đang ở chế độ rung nè, hoặc là bạn chuyển nó về chế độ là không rung và cũng không đổ chuông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chụp ảnh nè, rồi chụp nè, các bạn sẽ thấy nó không có kêu nữa. Nếu như mà các bạn đã có muốn mua một cái món phụ kiện công nghệ nào đó thì các bạn hãy truy cập ngay vào trong phần mô tả hoặc là bình luận của video này để các bạn mua hàng và mua cho kênh Gà Công Nghệ càng phát triển hơn nha. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.